Đoàn tăng sĩ thuyết pháp đầu tiên, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã có 60 người đệ tử đều là A-la-hán. Ngài quyết định đưa họ đi khắp nơi để truyền bá chánh pháp. Trước khi lên đường, Ngài đã dặn các đệ tử rằng, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác, hỡi các tỳ kheo. Như Lai đã giác ngộ, giải thoát, xuất thế gian, các ông cũng vậy. Này các tỳ kheo, hãy vì lợi lạc của người, vì hạnh phúc của người, vì lòng lân mẫn đối với thế gian và trời, các ông hãy đi, mỗi người một ngã, hãy truyền bá chánh pháp. Chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh. Chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ đi về hướng U Lâu Tần Loa để hoằng dương pháp giáo. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí để hoàn tất nhiệm vụ. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Đức Phật và 60 học trò chứng quả A-la-hán tổ chức thành một tăng đoàn tu sĩ khất thực, không có trụ xứ nhất định, không có của cải vật chất nào khác ngoài tấm áo vàng che thân và một bình bát để khất thực nuôi thân. Trong mưa nắng, trong sương gió làng mạc hay phố thị, rừng núi hay đồng quan đều có dấu chân của những người thuyết giảng về đạo lý cứu khổ và đời sống thánh thiện và tự mình nêu gương sáng về cuộc sống thanh tịnh, giải thoát. Đó là sự nghiệp, là nội dung chủ yếu của tăng đoàn đầu tiên do Đức Thế Tôn đích thân thành lập chỉ đạo. Sứ mạng quá độ, con đường giáo hóa của Đức Thế Tôn thật vô cùng nặng nề và khó khăn, nhưng với lòng từ bi rộng lớn, tinh thần bình đẳng và một ý chí dũng mãnh vô song, Đức Thế Tôn đã tùy theo căn cơ của mọi người mà dùng nhiều phương tiện giáo hóa, đã hoàn thành sứ mạng thiêng liêng một cách viên mãn và đã đề ra một con đường giác hóa dục thật mới lạ trong lịch sử nhân loại. Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời sống gia đình để xuất gia. Một người cư sĩ cũng có thể sống đời cao đẹp thích ứng với giáo pháp và đắc quả thánh. Sau đó Đức Phật đã đến rừng Thệ Đa. Chính nơi đây Đức Thế Tôn đã thuyết giảng với chủ đề thế gian là tòa nhà cháy rực bằng ngọn lửa tham sân si, sanh già bệnh chết, sầu đau khổ ải và thất vọng. Các tỳ kheo có mặt đều đắc quả A-la-hán. Trên đường đi câu thi na để nhập niết bàn, Đức Phật dừng chân ở vườn xoài của cô gái giang hồ. Nghe tin, cô liền đến thỉnh Đức Phật và tăng chúng về nhà để được cúng dường. Cô phát tâm cúng dường vườn xoài cho đại tăng, xin xuất gia, và sau sự gia công chuyên cần, cô đạt thánh quả. Đức Phật giáo hóa tất cả mọi tầng lớp trí thức, ngu si, nghèo, giàu, già trẻ, nam nữ và những người thiện kẻ ác, Đức Phật đều mang vào giáo pháp và xem như nhau, như một cơn gió lốc thổi, dồn những chiếc lá rơi vào một chỗ. Thật không có lời tán dương nào nói hết được lòng từ bi, bình đẳng trên con đường giáo hóa của Đức Phật. Đức Phật là một vị phi thường, tuy nhiên còn mang thân tứ đại, là còn chịu sự hoại diệt của định luật vô thường, nên khi đến 80 tuổi, con đường giáo hóa đã viên mãn. Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn tại một làng mạc xa xôi, hẻo lánh là Câu Thi Na, mà không phải ở những đô thị lớn. Sau khi độ cho tu sĩ ngoại đạo Suhada, và đây là người đệ tử sau cùng, Đức Thế Tôn bảo Ananda báo cho dân chúng Mala biết rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn vào canh cuối đêm nay, cũng như căn dặn Ananda không nên bận tâm với việc tổ chức vẻ vang long trọng đối với nhục thể của Như Lai, mà hãy tận lực tinh tấn để chu toàn hạnh phúc cho chính mình. Qua lời chỉ bảo của Đức Thế Tôn, tôn giả Ananda khóc rất nhiều qua dòng lệ ràn rụa, thi hành lời dặn của Đức
Thế Tôn, dân chúng Ma La Thành Câu Ni Na tấp nập kéo về quây quần quỳ bên Đức Phật cùng rừng cây Sa La Song Tọa, chứng kiến giây phút thiêng liêng và nghe những lời dạy sau cùng của Đức Bổn Sư. Này Ananda, đừng nghĩ rằng chỉ còn lại giáo pháp cao cả mà không còn bậc đạo sư nữa. Pháp và luật mà ta đã dạy bảo đó là đạo sư của các ông. Này Ananda, trước khi Như Lai nhập diệt có một nghi ngờ thắc mắc phân vân gì liên quan đến Phật Pháp Tăng, đến đạo, đến phương pháp, hãy hỏi đi, đừng để sau này hối tiếc. Đức Thế Tôn nói như vậy 3 lần, nhưng cả đại chúng đều im lặng cúi đầu. Và Đức Đạo Sư đã khuyến tấn các đệ tử câu cuối cùng. Hỡi các đệ tử, Như Lai khuyên các con, các pháp hữu di đều vô thường, hãy tận lực, liên tục, chuyên cần. Đó là di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng, muốn tỏ lòng kính ngưỡng và tôn sùng Đức Thế Tôn là hãy tuân thủ giáo pháp, tinh tấn tu hành, phẩm hạnh trang nghiêm. Kế đó, Ngài đề cập đến 4 thánh tích nơi đảng sanh thành đạo chuyển pháp luân lần đầu và nơi nhập diệt liên quan đến đời sống của Đức Phật. Ngài cho triệu tập tăng chúng quanh thành Vasali. Đức Phật nói lời cuối cùng và đưa mắt nhìn thành phố này lần chót và đi về Câu Thi Na. Trên đường đi, Ngài dừng lại nhiều nơi để quá độ kẻ hữu duyên. Ở Phava, người thợ rèn thuần đà cúng dường cho Đức Phật món nấm rừng. Ngài hoan hỷ nhận lãnh và dặn kỹ nên chôn phần còn lại. Sau bữa cơm này, Đức Phật bị kiết lỵ rất nặng. Với thái độ thản nhiên, Ngài nói những lời chúc phúc để trấn an và thanh minh cho thuần đà và từ giả đi về Câu Thi Na. Đến nơi, giữa 2 hàng cây Sa La, Ngài nằm tĩnh lặng, nghiêng mình về hông mặt, chân trái để lên chân phải duỗi thẳng, đầu qua về hướng bắc. Cây Sa La bỗng trổ qua trái mùa như để cúng dường. Ngoài kia trời bỗng ngưng nắng, gió thôi bay và những chiếc lá cuối cùng cũng thôi rơi rụng. Muôn chim cũng thôi nhảy nhót và mọi hoạt động cũng đang trong một bầu không khí tĩnh lặng. Muôn người cũng đang cúi đầu với 2 hàng lệ tuôn rơi, tất cả biểu hiện ở một sự kính lễ cho Ngài Đại Tăng. Thế rồi, hình dáng của Như Lai như khuất dạng từ đây. Con đường hoằng pháp lợi sanh của Ngài kéo dài hơn 49 năm, từ lúc thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn. Ngài không ngừng phục vụ chúng sanh, suốt cả con đường dài sâu thẳm, Ngài lặng lẽ một mình, khất thực đó đây, lắm khi cùng đại chúng, từ làng mạc rừng núi đến tung lũng đồi cao, ở xã thôn nghèo khổ đến phố thị phồn hoa, Ngài đều có mặt và đưa tất cả trở về với giáo pháp chân như, giáo pháp của từ bi, bình đẳng. Và cũng chính nhờ giáo pháp thẳm sâu của Ngài mà nhân loại chúng sanh thoát nẻo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California đến đây đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự yểm trợ của tất cả quý vị và ước mong đón nhận những đóng góp ý kiến xây dựng cho chương trình được phong phú hơn. Thay mặt Ban trị sự
miền Nam California, xin cầu chúc sức khỏe đến toàn thể chư quý đồng đạo, thân tâm thường lạc và được nhiều phúc lành trong mùa Phật đản. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.